Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Bác Tô. Và hiện tại là hơn 3 giờ sáng rồi. Mình sẽ review cho bạn xem sơ về chiêu thức của trái voi ma mút này ha. Được rồi, thì với trái voi ma mút này là một trái quỷ mà mình cảm thấy rất là ngon. Tự nhiên hôm nay chơi mấy game khác quay lại Lock Root nó thấy nó khác, nó ngon hẳn luôn các bạn. Biết sao không? Là mình có thể ở dạng thường mà mình sử dụng chiêu đó. Như vậy trái quỷ ở dạng biến hình và dạng thường thì dạng thường mình có thể kết hợp với melee kiếm súng các thứ, rồi biến hình lên thì mình có thể chỉ sử dụng trong cái dạng chiêu của biến hình thôi. Còn những game khác, tự nhiên mình quen với những game khác là chỉ có biến hình mới sử dụng chiêu rồi rồi tắt chuyển qua melee hay này kia nó tắt biến hình. Quay lại lúc rút thấy ngon hơn hẳn luôn ha. Rồi thì bây giờ mình sẽ review tất cả chiêu thức của trái voi cho bạn xem. Đầu tiên là chiêu Z. Mình sẽ thử chiêu lên Minh Gà ở đây ha các bạn. Selfie với Minh Gà một tí, rồi sau đó thì sẽ test down lên Minh Gà. Các bạn nào tin Minh thì cho mình thông cảm, lỗi của Minh Gà là ở gần. Mặc dù là hiện tại chúng ta có thể đổi trái quỷ trong phần cửa hàng, đi bất kỳ nơi đâu cũng có thể đổi, nhưng đánh lên Minh Gà vẫn cảm thấy thích thú đó. Nên là bạn nào tin Minh thì đừng có buồn nha. Chứ là các bạn được cũng mấy bạn tin Minh là được lên clip rồi còn gì. Rồi được rồi, quay lại đầu tiên chiêu Z 2999 đam. Đam này là hiện tại mình đã mát vào chỉ số điểm trái quỷ 2550. Thì có nghĩa là update này thì sẽ cộng lên 2550, sẽ lên được level 2550 nha các bạn. Mình sẽ xài lại một lần 2999, tại vì mình không có sử dụng phụ kiện nào hết. Phụ kiện này chỉ tăng tốc độ chạy không tăng đam, cho nên đây là đam chuẩn. Bạn nào sử dụng phụ kiện tăng đam trái quỷ thì đam sẽ to hơn ha. Như vậy thì chiêu Z đam không to. Mình sẽ thử sát bên này. Cũng vậy thôi, nó không có khác biệt. Tiếp theo là chiêu X. Chiêu X này nó sẽ lôi lại và hất đối phương lên. Đây là một chiêu hất lên. Thì dành cho những bạn nào combo có kỹ năng cao thì sẽ hất lên và tiếp tục combo. Với Bác Tô là một người có kỹ năng gà, cho nên là mình có thể liên tưởng đến một cái combo là sử dụng luôn cái móc của giác hạn hán các bạn. Kiểu như mình hất tung lên cái mình sẽ lôi xuống. Nhưng mà đây là mình chỉ thử thôi nha. Đó là móc lên là hết thấy đường. Ôi dồi ôi, bấm bậy vậy mà cũng trúng. Nhưng mà đó là chậm quá, người ta chạy mất rồi. Còn với những bạn kỹ năng cao thì có thể hất lên nữa, rồi làm các thứ thì mình không biết là các bạn làm như thế nào á. Thì trên lý thuyết, trên tưởng tượng vẫn là như vậy thôi. Và tiếp theo là chiêu C. Ủa, Minh Gà ơi xuất hiện ra. Được rồi, thì tiếp theo là chiêu C. Chiêu C này á là một chiêu mà nó đẩy đối phương đến một vị trí, sau đó thì nó sẽ đập xuống bằng cái vòi voi. Cái vòi này thì nó hơi to nhưng mà nên đập xuống thì đam nó cũng to hơn tí, được có 3.000 mấy rồi. 3.000 mấy so với những đá quỷ khác thì cũng không phải lớn đâu. Đây đó, các bạn thấy không, nó đạp xuống bằng chân hay bằng vòi mình không thấy rõ, nhưng mình chắc mình nghĩ là bằng vòi chứ không lẽ đạp bằng chân. Thì nó ủi xuống thì nó đạp xuống, nghe được 3.200 đam. Và tiếp theo là chiêu F. Chiêu F này thì nó lao tới thì kiểu như nó nhảy á, nó lao tới thì nó đạp xuống thì chắc là gây đam rồi. Nhưng mà nãy mình đạp hụt, bây giờ mình sẽ để ngay con Minh Gà để cái xem là đam bao nhiêu. 3.300. Chiêu này nó đủ, hơi đủ đúng không các bạn? Nó bay, thời gian bay như thế này thì nhiều khi là bị người ta tung một chiêu trúng cái là bật ngửa ra. Rồi đến với dạng zone của nó là dạng biến hình. Khi mà lên cái dạng biến hình này thì bạn có thể đánh thường ở dạng biến hình. Ủa mà nãy dạng 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 kia không biết đánh thường được không? Chắc không. Rồi lên dạng voi này á thì đánh thường thì mỗi phát là 1.300 đam, nhưng mà phát cuối thì khác nha các bạn. Phát cuối thì nó gồng lên thì đâu đó chắc 2.000 mấy đam á. Mình sẽ thử. Ui, mình lên dạng voi này các bạn, mình nhảy lên xong mình rớt xuống là nhảy rất là cao luôn nha. Mình không ngờ con voi mà nó nhảy cao được như thế này. Và con voi này thì có thể ghép bô và có thể lướt trên không, thì mình không nghĩ đây là một con voi nữa rồi. Nó bựa kinh khủng luôn và rớt xuống thì gây đam. Lẽ ra thì mình nghĩ là ở cái dạng này thì nhảy một lần thôi, chứ sao con voi lại cho nhảy thế này. Biết là trái quỷ Phật tổ chúng ta có thể nhảy, trái quỷ báo đốm chúng ta có thể nhảy, nhưng mà con voi nó nhảy như thế này thì hơi ảo nha các bạn, hơi ảo. Rồi thì còn nãy giờ mình nói về cái chuyện mà đam đánh thường cái phát cuối là bao nhiêu đam đúng không? Bây giờ mình sẽ thử nè. 2667 đam. Diện rộng. Các bạn có thể liên tưởng đến trái quỷ báo đốm. Trái quỷ báo đốm thì nó cũng gây đam phát cuối, nó gồng nó được vậy á. Nhưng mà cái này thì cái vòi nó quất ra xa, rõ ràng là cái vòi quất qua xa. Và cái độ hoàn thiện của game này mình sẽ thử luôn ha. Đó, như vậy thì không có đánh đam ở giữa mà nó đánh đúng là ngay cái vòi luôn.
Lần trước thì mình game khen cái que game Hai Gia Bit thì game này nó làm cũng rất là tốt ở cái chuyện mà tối ưu này ha. Tiếp theo là ủa quên, quay trở lại chiêu Z trên cái dạng con voi, chú voi con ở bản đồ nè. Cái 3.000 năm đam bây giờ nó bắn ra tới 4 tia. Tự nhiên thì bắn ra nhiều hơn thì nó cũng sẽ mạnh hơn là nãy bắn có 3 phát ở 3 tia. Còn bây giờ thì nó bắn ra tới 4 5 tia gì đó, thì đam nó sẽ to hơn ha. Tiếp theo là chiêu X. Chiêu X này vẫn là một chiêu ủi tới và hất lên. Nhưng bây giờ ở dạng voi này thì có lẽ thì mình sẽ lên được các bạn. Vậy mình hất chiêu X lên có thể ủi dạng C lên được luôn các bạn. Và vẫn như vậy thôi, nhưng mà chủ yếu là chiêu nó tăng đam chứ không có gì. Ở đây thử coi dạng này mình chiêu F này thành chiêu lướt rồi các bạn. Bây giờ sẽ quay lại chiêu C. Quay lại chiêu C coi nó gây đam như thế nào ha. 3.600 đam và xem chiêu X này, chiêu F này. Ồ, chiêu F này bây giờ thành cái máy khoan luôn. Ôi ôi, ôi ôi. Ôi nó ủi đam to ghê vậy. À nó ủi đam liên tục luôn à. Bây giờ nó mình có thể giữ chữ F để nó ủi đến khi nào mà mình chán thì thôi hay sao? Để mình xem là nó ủi đến khi nào ha. Như vậy thì để mình chạy ra con rắc hạn hán ngoài đây, con rắc một hán mày chết với tao rồi. Kỳ này tao cho mày chết. À coi máy khoan tới nè, nè 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 máy khoan nè. Đó máy khoan. Ôi nhưng mà mình mất máu các bạn. Con rắc này nó đánh mình được. Ư ư ư thôi 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 thôi. Bây giờ mình nghĩ là không tận dụng cái chiêu này đánh lên boss được. Có lẽ con boss nó to, thành ra nó sẽ đánh trúng mình. Cho nên là mình sẽ dùng chiêu này để mình ủi lên quái. Này mà đi farm quái thì tuyệt vời luôn. Nếu mà những cái bãi quái nào nó ngắn á, thì mình farm là tuyệt vời. Như vậy, để xem. Để xem. Mình sẽ đi đến cái đảo mà mình thường dùng để farm mastery. Đó chính là cái đảo 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 Sô-cô-la. Bây giờ mình sẽ đến đảo Sô-cô-la để xem là nó như thế nào ha. Bây giờ nó game này nó ra luôn cái đảo Tiki luôn các bạn. Game này nó thích Tiki của Việt Nam nhưng sao ha, Tiki tài trợ cho cái game này. Bây giờ cái game này nó ra luôn cái đảo Tiki. Nãy các bạn thấy, các bạn nào không thấy thì có thể tua lại video cái khúc nãy á, các bạn xem về cái đảo Tiki ha. Rồi, bây giờ thì biến hình lên. Và bây giờ bật Haki quan sát, tôi sẽ đi ủi quái. Bây giờ các bạn xem cái máy cài làm việc nè. Ui ui, mất máu. Tưởng đâu là ngon nhưng mà ới ới mắc mấy cái gốc cây này. Ôi ôi, mất máu. Tưởng đâu là ngon, tưởng ngon nhưng mà không ngon rồi. Tôi tính là không biết sao nãy ủi mấy mình gà thì nó ủi ngon quá, ủi con này thì không ngon. Có lẽ là do mình xây qua xây lại á. Mà cũng đúng thôi, mình gà mà. Cái con này thì nó khác. Nó khác biệt xa lắm các bạn, cho nên là mình không thể lấy được minh gà ra so với con này. Tôi cứ tính đâu là cái này thì nếu mà biến thành dạng voi mà ủi được kiểu này thì có nước là thành siêu siêu máy cày rồi các bạn. Nhưng mà cũng khá là vui vì mà mình có thể mình ủi cái này chơi được nè. Đây. Đây nếu mình ủi đường thẳng thì có lẽ quái đánh không trúng mình. Cái này chắc là phải trang bị lại kỹ năng. Mình phải biết cái cách nào ủi sao cho quái đánh không trúng. Chứ ủi cái này thì hạn hán sớm với con voi này luôn các bạn. Thôi được rồi, tưởng đâu là ngon ai giờ thì không ngon đâu. Với bất kỳ trái quỷ nào mà ở C3 thì như chẳng hạn như là trái quỷ mắc ma dạng V1 á, bạn gây đam thì bạn cũng phải canh canh chứ nó đánh trúng bạn vẫn được. Hay là trái gì quên rồi, cái trái chiêu của trái độc á thì bạn xài chiêu F thì quái nó vẫn đánh trúng được mình thôi, cho nên là trái này thì cũng không phải là ngoại lệ ha. Và trong video này mình đã review về chiêu thức của trái quỷ voi mammoth cho các bạn xem. Đây chưa phải là một video mà phân tích chi tiết, cho nên là mình sẽ hẹn lại các bạn một video phân tích chi tiết về trái quỷ voi mammoth sau. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn, bye bye mọi người.